Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập. Thực tế nó là nhà dân cũ gửi bán. Nhà dân này thì xây được khoảng chừng 3 năm rồi mọi người ạ. Và có nhu cầu chuyển đổi nên có nhờ bên Nhà Tốt bán với cái thông số nhà như sau. Diện tích trên sổ đỏ rất là vuông vắn, mặt tiền 4m, mặt hậu 4m, chiều dài 9m7. Với cái hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích chuẩn chỉnh trên sổ đỏ là 38,5m. Và với cái căn nhà này thì được thiết kế và xây dựng là 3 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam, ngõ trước nhà ô tô nhỏ có thể đi qua cửa. Với cái vị trí ngõ thông, đường thoáng, ô tô mà theo cái trục đường chính, ô tô, hai ô tô tránh nhau cách với nhà khoảng chừng 50m mọi người ạ. Với một căn nhà dân xây kiên cố, chắc chắn, ổn định, xây ở rất là ok. Bởi vì trên cái kênh Nhà Tốt của Ngọc Ánh thì có rất nhiều quý khách hàng quan tâm đến những cái căn nhà dân xây vì cái chất lượng của nó, quý vị có thể tin tưởng hơn thì đừng có thể bỏ lỡ căn nhà này. Bởi vì với cái căn nhà này thì thông số rộng, xây thì cũng còn khá là mới và cái mặt tiền của nó 4m rất là hợp lý, hướng Tây Nam. Với cái cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và với cái thiết kế như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị như vậy. Nó không phải mới 100%, bởi vậy cho nên nhà dân thiết kế thì nó vẫn có cái gì đấy rất là khác so với nhà chủ đầu tư xây. Và vị trí này thì cụ thể thuộc cuối khu đô thị Đô Nghĩa, tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và với cái căn nhà này thì theo như hiện trạng, quý vị cũng có thể dọn đồ về ở ngay vì chủ nhà mới chuyển đồ đi hết rồi. Cho nên căn nhà này quý vị chỉ việc sắm đồ về và ở được luôn. Với cái vị trí cũng gần với trường đại học Fenica, gần với lại công viên Đô Nghĩa, công viên âm nhạc, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với trung tâm thương mại Eomon Hà Đông. Xung quanh cho quý vị đầy đủ tiện ích dân sinh, chợ trường phường trạm. Mời theo em vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Đây, với cái chiều dài 9m7 và cái căn nhà này thì thiết kế nơi ngoài đang đứng ở đây là cái phần để xe máy riêng mọi người nhé. Đây, là để xe máy riêng, một khu vực để xe riêng. Với phần tầng 1 ở đây thì thiết kế là phần phòng khách, phòng bếp cho quý vị. Nói chung với cái căn nhà dân xây thì có như thế nào Ngọc Ánh cũng sẽ review chuẩn chỉnh cho quý vị về cái thông số, về cái giá bán. Thì cái giá bán hiện tại của chủ nhà đang chào là 2 tỷ 950 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với tất cả quý vị có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Với cái thời điểm hiện tại dung ngân hàng cực kỳ là khó khăn, tuy nhiên bên Ngọc Ánh vẫn cứ hỗ trợ quý vị mua được nhà và vay được ngân hàng quý vị nhé. Đấy, phần phòng khách ở đây thì chủ nhà có để cho mình lại một chiếc ghế. Thực ra thì ghế này mọi người về dùng cũng được, mà không dùng thì quý vị có thể bỏ đi thay mới. Còn đây là cái không gian phòng bếp. Đây, đáp ứng đầy đủ cho mình tủ bếp này, rồi mặt bếp này. Đó, đây thậm chí là người ta đợt trước người ta chuyển dùng rồi, người ta có dùng bếp từ, người ta cũng có chuyển đi rồi. Chậu rửa, vòi rửa. Nói chung với nhà cũ có sao thì Ngọc Ánh quay cho quý vị như vậy. Mọi người có thể cân đối xem thật là kỹ video, xem review về cái vị trí đi lại, giao thông, xem có thuận tiện phù hợp với mình hay không. Căn nhà này đi ra tới trường đại học Fenica, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng chừng 1,5 km thôi, cách với lại trung tâm thương mại Eomon Hà Đông khoảng tầm 5 km và đi lên tới trung tâm Hà Đông thì khoảng chừng 7 km thôi mọi người ạ. Đó, nên là giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, phù hợp với quý vị nào đi làm ở trên cái trục đường Lê Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Ở đây, ở cái phần phòng khách và phòng bếp này có một cái ô giếng trời thoáng, thiết kế từ trên phía tầng 3 đi xuống đây để lấy ánh sáng xuống. Thực tế căn nhà này hiện tại thì đang không có điện, cho nên Ngọc Ánh quay theo đúng như hiện trạng nhà không có điện để cho quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Và phần tầng 1, ngoài cái phần phòng để xe, phòng khách, phòng bếp thì đây, thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 và máy bơm nước lên trên phía 3 tầng ngôi nhà. Đó. Đấy, và đây phía cầu thang đây có một cái khoảng không này rất là rộng để quý vị có thể để đồ, hoặc nếu như sau này quý vị về mà có thiết kế nội thất lắp thêm một cái tủ ở dưới cầu thang này cũng rất là đẹp và hợp lý, tận dụng tối đa cái không gian sử dụng nhà. Mặt bậc của ba bậc cầu thang thì ốp đá đen cột trắng, tay vịn cầu thang đây mọi người thì nhá. Này, tay vịn thì thiết kế gỗ và ở dưới đây thì thiết kế ở đây là sắt mỹ thuật.
Nói chung với một căn nhà 2 tỷ 950 triệu đồng, nhà dân xây 3 năm, kiên cố chắc chắn, diện tích 38,5 m, hướng nhà là hướng Tây Nam, thì quý vị nào mà có hợp với cái hướng này thì có thể liên hệ trực tiếp với Đại Ngọc Ánh nhá. Sau đây mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 thì thiết kế 2 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên mọi người nhá. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Nó hơi tối một chút do bởi vì nhà mới bị cắt điện mọi người ạ. Chủ nhà thì chưa báo đóng điện nên là thành ra nó hơi bị tối. Tuy nhiên thì thực tế luôn để cho mọi người có thể cảm nhận. Này. Nhà dân thiết kế nó sẽ khác với nhà chủ đầu tư. Nó sẽ không hề có một cái gì giống với nhà chủ đầu tư. Thường thường mà như các chủ đầu tư xây thì nó có một cái nếp giống giống nhau. Nhưng mà đây là nhà dân thì quý vị có thể tham khảo thêm. Đây cái ô giếng trời mà Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người từ trên phía tầng 3 xuống tầng 1 đây. Tiếp theo, một phòng ngủ nữa. Thiết kế theo kiểu giật cấp lên phòng ngủ, nó không cùng một cái hành lang mọi người ạ. Nó khác. Đây là cái phòng ngủ phía bên ngoài hướng ra mặt ngõ. Đây, nói chung còn một chút chút đồ đạc ở phía trong phòng nữa mọi người ạ. Để cho quý vị cảm nhận. Hướng Tây Nam còn một chiếc điều hòa này, rồi vài chiếc tủ nữa. Phòng này thì cũng rất là rộng đấy mọi người ơi, rất là rộng. Một phòng vệ sinh ở bên ngoài sử dụng cho 2 phòng ngủ. Nói chung quan trọng nhất nó là cái vị trí đi lại giao thông thuận tiện. Và quan trọng tiếp theo là quý vị nào không thích mua nhà thương mại thì quý vị có thể tham khảo căn nhà dân này. Mình về mình vẫn ở thoải mái. Mà cái mong muốn nhất của mọi người nhiều khi ấy, đó là cái phần móng tường mọi cái là quý vị có thể đảm bảo được cái an toàn. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2 sử dụng cho 2 phòng. Có vách kính này, bồn cầu, nói chung đầy đủ thiết bị vệ sinh cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Tầng 1 cũng có, tầng 2 cũng có. Vậy thì tầng cuối cùng ra sao? Mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Quý vị ơi, Ngọc Ánh đang bước ở trên đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây có một cái phòng thờ cho quý vị. Và thực tế đây là chủ nhà vẫn còn đang để bàn thờ ở đây. Đây mọi người có thể nhìn thực tế. Hợp lý. Đấy, nhà dân thiết kế có sao thì Ngọc Ánh quay cho quý vị như vậy. Chắc chắn là sẽ nhiều khách hàng có nhiều phần ý kiến khác nhau về cái quan điểm của mỗi người. Mọi người có những cái ý kiến gì cần góp ý thì có thể bình luận ở phía dưới video nhé. Và phần tầng 3 đây, còn gì nữa ạ? Đây là phần chủ nhà để cho mình để máy giặt. Máy giặt và để đầu chờ nếu như mà sau này mọi người có muốn ở trên này chẳng hạn. Thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh nữa. Cái này thì đấy là do nhà chủ nhà cũ người ta thiết kế như vậy nha mọi người. Cho nên Ngọc Ánh quay có như vậy cho mọi người thôi. Và đây là phần sân phơi. Đây. Xung quanh thì dân cư rất là đông đúc. Quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Gần với lại đường ô tô đi lại. Còn để mà nói ngõ này ngõ thông, xe ô tô nhỏ đi qua nhà được. Với giá bán 2 tỷ 95 hướng nhà Tây Nam, diện tích 38,5 m, gần trường đại học Fenica nhất. Nên là mọi người quan tâm và tìm hiểu với cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0933013403 hoặc 0888 041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.